Hiện nay, người làm du lịch tại miền Tây đang chú trọng các hoạt động nổi bật, riêng biệt để thu hút du khách, đặc biệt là với những du khách nước ngoài. Tận dụng nguồn tài nguyên tự nhiên sẵn có, một số đơn vị đã và đang khai thác có hiệu quả về thế mạnh sông nước, miệt vườn, văn hóa, ẩm thực dân gian Nam Bộ. Trong đó hướng đến đẩy mạnh những trải nghiệm thực tế cho du khách từ các hoạt động như treo xuồng, làm bánh dân gian. Tôi rất là thích cái việc là treo xuồng, tại vì ở bên Hàn á, khi mà đi xuồng á, thì nó không phải là một cái việc mà đơn giản đối với tôi. Khi mà tôi được đến đây á, thì tôi được treo xuồng thì nó giống như là một cái điều rất là mới mẻ. Khi tôi đến Việt Nam á, tôi rất là bất ngờ vì đồ ăn ở Việt Nam rất là ngon và đặc biệt là trái cây ở Việt Nam rất là nhiều và phong phú so với Hàn Quốc. Chính vì vậy mà tôi rất là thích thú khi mà được ăn những cái loại trái cây rất là lạ khi mà đến Việt Nam. Khi mà làm bánh xèo hồi nãy thì thấy nó rất là lạ vì ở Hàn Quốc không có những cái cách làm hoặc là cũng như cái việc làm giống như vậy. Cái hướng của bên này là sẽ tạo cho du khách thấy được những cái món bánh dân gian ngày xưa của mình là làm như thế nào, thử trải nghiệm và thử hương vị của những cái bánh dân gian ngày xưa. Khi mà cái đường thức ăn mà cho cá ăn để cho du khách coi thì rất là hào hứng. Khi mình cho ăn thì khách rất là, cảm thấy rất là lạ, tại vì chỉ có vùng nuôi của mình thì mình biết nó thôi, nhưng mà những khách mới họ lại thì họ chưa có bao giờ trải nghiệm vấn đề đó, cho nên mỗi lần mà cho cá ăn như vậy họ rất là thích thú. Khi mà chúng tôi muốn thành lập một cái du lịch Cồn Sơn miền Nam thì chúng tôi cũng là muốn đem lại cho những người dân trong nước và cả nước ngoài là biết được cái môi trường mà sinh sống ở dân miền Tây, rồi xong cái cuộc sống ở đây như thế nào. Từ những cảm xúc vui tươi, hào hứng, thú vị của du khách nước ngoài đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, mới lạ, rất riêng của du lịch miền Tây. Qua đó, người làm du lịch có thể quảng bá văn hóa, ẩm thực Nam Bộ đặc trưng đến với bạn bè quốc tế.